là tiết mục văn nghệ. Xin hỏi có quý vị nào có một bài hát hoặc là một tiết mục nào để tặng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay không ạ? Tôi. Ôi, máu quá. Vâng, mời anh. Anh hát hay anh múa? Mic này là dành riêng cho anh. Cảm ơn anh. Xin cảm mời anh. Mời anh vô. Thưa quý vị khán giả, thưa bà con hai họ, thưa dòng họ hai bên, tôi là bạn thân của cô dâu chú rể. Bạn thân từ thuở ấu thơ. Có thể nói cô dâu chú rể là một cặp trai tài gái sắc, xứng lứa lừa dừa đôi, cá mè một lứa, nồi nào úp dung gió, ngu tầm ngu, mã tầm bẫy. Đúng, rất bựa. Anh mấy bữa đó. Cái gì vậy? Nàng nói gì vậy? Ủa nói gì vậy? Ủa đây tôi chung vui mấy bạn mà mấy bạn làm cái gì vậy? Ủa mấy bạn, ủa tôi chung vui mà không được cái sao mà tự chửi tôi làm sao? Anh ơi, xin lỗi anh gì. Bây giờ á, khách khứa cũng đến đủ rồi, hay là anh xuống đó ngồi rồi ăn một chút chung vui với tụi em. Bây giờ là anh chỉ muốn ở đây chung vui chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người, không lẽ không được sao ta? Ủa sao kỳ với mọi người? Đúng không? Tôi có được quyền không? Được quyền không? Được quyền không? Được quyền cho một tràng pháo tay đi. Bây giờ á, anh muốn hát gì thì hát, nói gì thì nói. Anh không hát không nói, anh chỉ muốn chia sẻ thôi. Anh chia sẻ cái gì? Không giấu gì mọi người, cô dâu hiện bây giờ đây là người yêu cũ của tôi. Em nè, nè, tôi có quen biết gì với anh đâu. Anh biết hôm nay là ngày cưới của em mà, bởi vì anh vừa đi làm về, anh đã thấy tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Anh đọc thiệp sẽ cảm thấy hoang mang. Rồi ngày cưới rộn ràng khắp nơi, ai tin ai tới già trẻ đi cùng. Nhiều ngày tháng giờ này tư phùng, mà sao lòng còn thấy cay cay la 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 la. Nói gì vậy? Anh đang nói lung tung cái gì vậy? Lung tung cái gì? Tôi đã chia sẻ cho mọi người mà. Đây là đám cưới của tôi đó. Tôi biết là ngày vui của anh tôi mới tới phá nè. Nè, tôi kêu bảo vệ vô bắt anh bây giờ đó. Cái gì? Kêu cái gì? Bảo vệ. Bảo vệ đâu? Bảo vệ à? Đi qua đây. Tao đi bảo vệ đi. Bảo vệ vô mà khống chế tôi một cái, tôi cắt cổ đi. Vô đây. Vô đây. Vậy. Ha ha. Đùa. Đùa với tôi à. Mấy người mà kêu bảo vệ bắt tôi cứ cổ tôi liền. Thấy tôi ngu chưa? Anh nói cho em biết, người chồng tương lai của em là một thằng đéo. Nó ăn chơi trác tán, rủ chè đàn điếm. Mới đây nó quen một con nhỏ 17 tuổi bán cua với Cà Mau kia. Anh ăn nói cho đàng hoàng á. Ăn nói cho đàng hoàng hả? Ăn nói xong mới là gọi là đàng hoàng ha. Dám thề không? Thề đi. Nếu như mà thằng nào nó xạo, thằng đó làm chó, tôi thề là anh ta nói cái gì vậy? Anh giải thích dám đi. Thề không? Dám không? Không thôi em. bỏ đi thề làm cái gì? Đây có bằng chứng của anh. Tôi đã thề thám tử từ theo dõi anh, nắm được chứng cứ ngoại tình của anh. Anh nghĩ đi. Nghĩ đi. Những tấm hình này bung ra, anh còn thể diện không? Bên ngoài một tấm nè, bên nội một tấm nè. Tao vô đây giật hình hả? Vô đây giật hình hả? Muốn gì vô mặt ngoài. À, đại gia hàng gì có khách VIP ha. À, mấy người này mà biết thì sướng cho mặt anh lắm. Có gửi thầy một tấm, em gửi anh một tấm, em gửi anh chị hai tấm. Nghĩ đi, ở đây có thầy Đức Hải với lại chị Thúy Tiên là còn đỡ cho anh.
Nghĩ sao vậy? Chị Việt Hương với anh Trấn Thành mà biết được cái chuyện của anh thì anh nghĩ cả Sài Gòn này có biết không? À, em xin lỗi anh. Đây, mời quý vị. Khỏi, khỏi giật. Tôi nói cho anh biết, hình này chỉ là một ít thôi. Tôi còn một số hình thu nhỏ nữa. Tôi đã liên hệ với đại lý Me rồi. Chỉ cần 30 phút sau mà tôi không rời khỏi chỗ này an toàn, toàn thể ở Việt Nam này sẽ biết anh như thế nào. Sao? Thấy kèo này chua chưa? Nói đi! Cái gì? Cái gì? Sao? Hả? Thú nhận đi! Anh không thú nhận, tôi gọi người ta tới liền, phân bố toàn quốc liền. Alo? Em à, anh sai rồi, anh xin lỗi. Tại lúc đó anh bồng bột, anh ham chơi quá. Nhưng mà anh không có yêu con nhỏ đó. Từ khi anh quyết định cưới em, anh hứa với em, ngày mai anh sẽ bỏ nó, anh sẽ bỏ tất cả. Em à, em tin anh đi, em tin anh đi em, anh tin em đi. Tán là đúng. Hôm nay đám cưới mà ngày mai mày mới bỏ con nhỏ đó hả mày? Hey! Sao? Em sáng mắt em ra chưa? Còn mày nữa. Hôm nay tao sẽ lột trần bộ mặt thật của mày. Mày im đi! Tao lột trần mày! Tao nói mày im đi! Tao lột trần mày! Tao báo con mày nhỏ mày bây giờ! Im đi! Hôm nay là ngày cưới của tôi, là ngày hạnh phúc nhất trên đời của em. Mà mấy người có thể đem nó ra làm trò đùa như vậy được hả? Một người nổi tiếng thì không thể nào có được hạnh phúc riêng của mình hay sao? Một người nổi tiếng thì muốn một hạnh phúc đơn giản cũng không thể nào có được hay sao hả anh? Em yêu anh thật lòng mà, tại sao anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy? Quá à! Quá trời là chạy ghê quá, chạy ghê quá vậy? Rồi, bây giờ anh thấy chưa? Ai xứng đáng với em, ai tốt với em, đi với anh về vùng biển vắng. Ở nơi đó có những ngày hè trong nắng. Đi với anh Ngọc Lan à. Cái gì vậy? Ê, cái gì? Tôi là Lan Ngọc mà, anh đang nói cái gì vậy? Tại bây giờ còn lừa tôi à? Đây nè, bản thành hôn ghi rất rõ ràng tên họ của em. Em còn chối nữa à? Đây là chú rể Minh Tân, cô dâu Lan Ngọc Lan. Ở đây chỉ là một cái bàn tập kỹ của em tập vợ thì chị dạ chị đừng hiểu lầm, đâu phải là cái... dạ ủa sao cái mặt y chang bạn gái vậy ta? Bạn gái em thương nhau dữ lắm chị. Dạ quen nhau cái năm 2014 mà chưa gặp nhau một lần luôn mà, nhưng mà em thấy để hình chị đàng hoàng em mới thiệt. Vậy là cuối cùng là sao? Ủa, bạn gái của anh tên là Ngọc Lan chứ không phải là Lan Ngọc? Từ nãy đến giờ là anh vô phá đám cưới lộn hả? Anh thôi đi. Cái gì? Anh ra cái đám cưới của tôi. Còn danh dự, mặt mũi của tôi để đâu? Để bịt me rồi. Em nói chị biết, như hôm nay không có em, không có em ở ngày cưới của chị thì chị đã lấy nhầm chồng rồi. Cô xứng đáng với chị không? Chị nghĩ đi. Tình yêu mà được xây dựng từ những điều gian dối, dối trá với nhau thì nó có tồn tại, nó có vững bền hay không? Hay là nó lung lai quyết liệt? Nãy giờ em lộn là em tầm bậy. Em xin chuộc lỗi lại bằng một tiết mục văn nghệ biểu diễn gấp vui cho quan viên hai họ và dòng họ hai bên.